Bạn có biết thiết kế website mỹ phẩm là một xu hướng được nhiều chủ shop quan tâm nhất hiện nay? Nhiều người suy nghĩ rằng, việc thiết kế một website bán hàng nói chung và thiết kế website mỹ phẩm nói riêng là điều không cần thiết. Đây là suy nghĩ sai lầm, bởi lẽ website mỹ phẩm mang lại cho bạn nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Để các chủ shop tiếp cận sâu hơn với khách hàng, Nhân Mỹ Hân Hành đem đến gói thiết kế website mỹ phẩm với nhiều tính năng nổi bật. Thông tin website mỹ phẩm của bạn sẽ được hiện đầu tiên trên các công cụ tìm kiếm. Những menu danh mục sản phẩm từ son, chăm sóc tóc, chăm sóc da sẽ được thường xuyên đăng tải chi tiết trên website, đa dạng hơn trải nghiệm của khách hàng. Ngoài ra, với website mỹ phẩm do Nhân Mỹ cung cấp, bạn có thể xây dựng những nội dung như các tip hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm, review sản phẩm, hướng dẫn phân biệt mỹ phẩm thật giả, giúp tư vấn khách hàng hiệu quả mà không cần mất thời gian, tiền bạc thuê nhân viên tư vấn riêng. Website mỹ phẩm có vai trò như một gian hàng online, giúp bạn có thể kiếm được trăm đơn mỗi ngày mà không cần mở cửa hàng trực tiếp. Nhân Mỹ đảm bảo thiết kế một website riêng biệt, giao diện đẹp, dễ dùng, tích hợp đầy đủ các chức năng nổi bật của một website mỹ phẩm như cung cấp đầy đủ thông tin của các dòng mỹ phẩm, chat trực tiếp và mua hàng ngay trên chính website của bạn, và đánh giá sau khi trải nghiệm sản phẩm và một số tính năng hữu ích khác như khảo sát, thu thập ý kiến khách hàng, tạo các chương trình khuyến mãi. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không gọi vào hotline 0908143472 hoặc truy cập ngay website nhânmỹ.com để biết thêm chi tiết.